đừng nói là ăn thịt chó ở đây, mà ăn thịt chó một cái ha là bị phạt khoảng 3.000 đô, thì nó khoảng 75 triệu tiền Việt ở cô bác anh chị. Chắc này to hơn. Mình xin mình thấy mình bữa hồ hái ăn ha, ăn tại chỗ luôn, mời cô bác anh chị. Ngon á. Mềm xốp ngon nhau. Dạ vừa hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay là buổi trưa hơn 11 giờ và nhiệt độ ngay tại Los Angeles thì cũng khá là cao, khoảng 37 độ cô bác quý anh chị. Và cô bác quý anh chị biết Los Angeles là thuộc tiểu bang của California, thì có cái đường vĩ tuyến á, ngang với lại Việt Nam, nên nhiệt độ ở đây thì nó gần tương đương với người Việt Nam, thì rất là nhiều người Việt Nam sinh sống. Và ngày hôm nay thì vừa hồi sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về một ngôi nhà của người Việt đang sống tại thành phố Los Angeles của tiểu bang California ha. Ở đây là một cái ngôi nhà cũng khá thấp thôi. Ở đây thì cái gia ô tô nè. Đây là một cái khu ở đằng sau, khu vườn trồng cây ha cô bác anh chị. Đây là cô bác anh chị biết cây gì không? Đây là dây leo lá mơ. Đây, lá mơ cô bác anh chị. Cái lá mơ này rất là nhiều cô bác anh chị ở quen đúng không? Vì một số người thích ở Việt Nam á, thích dùng thịt cầy thịt chó, thì lá mơ này sẽ ăn kèm với lại thịt cầy thịt chó, với lại mắm mắm tôm đó, với lại chuối chát hay chẳng hạn đó, thì rất là ngon đúng không? Tuy nhiên á thì ở Mỹ cô bác anh chị biết rồi, ở đây thì rất là tôn trọng các động vật như là chó với mèo. Đừng nói là ăn thịt chó ở đây, mà ăn thịt chó một cái ha là bị phạt khoảng 3.000 đô, thì nó khoảng 75 triệu tiền Việt ở cô bác anh chị, kinh khủng không? Nên đừng có nói qua Mỹ mà các bạn nào qua Mỹ mà nói thèm thịt cầy thịt chó là không được ha. Và đây là một loại dây leo khá là phổ biến ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà cô bác anh chị biết là khi mà Bùi Hồ nhập cảnh á, cũng đọc những cái thông tin ở trên mạng á, là mình không được đem những cái hạt giống, đặc biệt là những cái hạt giống nảy mầm nhập cảnh vào, đó là cấm. Tại vì sẽ nếu như mà có mầm bệnh á thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cái ngành nông nghiệp của Mỹ, nên Mỹ sẽ không cho những đem thực phẩm như là trái cây nè, hoặc là những cái hạt mà nảy mầm, và những cái hạt mà muốn đem qua được ở Mỹ á, là phải có niêm yết bao bì đâu đó rõ ràng thì mới đem qua được. Và đặc biệt là các hạt giống á, thì khi mà cô bác anh chị qua thì hạn chế đem qua để nó tránh phiền phức cho mình ha. Còn đây là cây ổi nè, đây là cây ổi đó. Ở đây cũng có những cái cây trái nó giống như ở Việt Nam vậy á, khí hậu thì nó cũng tương đương với lại của Việt Nam, tại vì nó chung đường vị tuyến á, nên ở đây thì vào mùa này thì cũng nóng giống như vậy. Và đây là cái cây ổi đó, có rất nhiều trái ha, có rất là nhiều trái luôn cô bác anh chị. Còn ở đây nè, dây đây nè, đây là dây thanh long đúng không? Dây thanh long à, ở đây còn trồng được cây thanh long luôn, và có trái thanh long ở đằng kia nữa kìa. À, cô bác quý anh chị thấy không? Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ qua bên đó quay cho cô bác quý anh chị biết luôn ha. À, không phải là ở Mỹ là không có những thứ ở Việt Nam có đâu nha, có rất là nhiều thứ, và thậm chí là có những thứ mà Việt Nam không có luôn. Bây giờ sẽ chia sẻ về những cái cây cũng như là món ăn ngày hôm nay, Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Và đây là cái không gian phía sau. Đấy, cô bác quý anh chị thấy cái bếp ga ngoài trời không? Đây là một cái bếp ga ngoài trời, thì Bùi Hồ có hỏi một người bà là cái bếp ga, cái bình ga này ở đây mắc không? Đó, cái bình ga nó nhỏ nhỏ như nè. Thì một cái bình ga như thế này á, ở Mỹ là có giá là 20 đô. 20 đô thì nó khoảng 500 ngàn tiền Việt cho một cái bình ga. Nhưng mà mình thấy cái dung tích của cái bình ga thì nó khoảng phân nửa cái bình của ở Việt Nam mình thôi. Thì nó 500 ngàn. Và đây là những cái bếp á, để nóng ở ngoài trời á. Nên là nữ ở Mỹ thì đa số nhà thì có đề phòng nóng rồi lạnh, trong cái không gian nhà có máy lạnh hết, nấu những cái món mà chiên xào ở ngoài này thì nó sẽ tiện hơn. Còn đây là cái cây bồ ngót. Cái cây này là từ cái cây ăn ở Mỹ bán á, ở trong cái những cái siêu thị á bán, thì bà mới ăn xong thì
cắm cái cây này xuống thì nó lên cái cây bò ngót luôn. Cái này nấu canh này thì hết sảy đúng không? Bò ngót này mình mà nấu canh với lại thịt bằm là còn vừa bằng. Còn trên kia đó là cây nhãn. Cây nhãn này thì nó chưa có trái. Cái nhãn này nó không có trái, chắc nó chưa đủ lớn để nó có trái hay sao á. À, bên kia là những cái nhà của người ta. Đây là cái ổi nè. À, đâu phải là không có đó, cái gì cũng có. Cái ổi này nó có một trái nè, nó có nhiều trái lắm. Nó có nhiều trái nhỏ nhưng mà đây là có một cái trái này to hơn. Mình xin mình hái, mình bữa hồi hái ăn ha. Ăn tại chỗ luôn. Mời cô bác anh chị. Ngon lắm. Mềm xốp. Ngon nha. Không có dồi, gặp ở Việt Nam mà không có bao là bị dồi à. Không có bị dồi đục gì đâu nha. Đấy, cô bác đi, trời ơi. Không có thịt sâu luôn. Bỏng thịt sâu luôn. Mà nó không có dồi á. Ngon. Cái ổi nhỏ nhỏ thôi. Bữa hồi không ăn hột được. Bỏ hột vô đây biết đâu nó lên sao. Nó lên có cái ổi nữa. Qua đây gá là bỡ ngỡ. Bị lệch múi giờ. Ngon cô bác không chị? Cực kỳ ngon. Đây là xả nha. Cây xả không phải từ Việt Nam đem qua mà khác. Cái nhánh xả là bán ở trong siêu thị ở đây luôn. Còn cái này là này cô bác không chị biết vô. É quế á, dùng để ăn cái món lẩu gà lá é ở Phú Yên á. Đây là lá é quế, thơm lắm. Có cả cây gừng ở đây nữa nè. Còn ở đây thì có cái dây này nó leo leo, nhìn cũng ngộ ha. Nó leo lên cái bức tường này lên, không có chỗ bắt cho nó leo thì nó leo lên đây luôn. Đây là dây khủ qua. Dây khủ qua, nó leo vòng vòng ở đây luôn. Và có cả mồng tơi nữa nè. Cô bán anh chị ra không? Có cả mồng tơi. Đây, ở đó nó có dây đậu que nữa. Dây này là dây đậu que nha. Có trái nè. Đó, có anh chị thấy đã không? Không phải là ở Mỹ là không có đâu. Có đầy đủ hết á. Mà thậm chí là có những cái cây nó còn tốt hơn. Khí hậu thời tiết nó thuận lợi á, nó còn tốt hơn ở Việt Nam nữa. Còn đây là trái thanh long. Trái thanh long mà lúc nãy Bùi Hồ đứng từ bên kia quay qua. Cái trái thanh long này nó được, dây này nó được 4-5 trái gì á. Được hai trái này nữa không? Hai trái nhỏ nhỏ. Thanh long này thanh long không biết ruột đỏ hay là ruột trắng luôn. Nhưng mà trái này thì chưa có ăn được đâu. À, đây là một trái nữa. Cũng nhiều hơn. Bùi Hồ rất là bất ngờ. Bên kia có cây bạc hà nữa kìa. Cây bạc hà dùng để nấu canh chua. Đó là khi mà ở Việt Nam á, cái cây thanh long này nè, trồng phải đúng đất thì nó mới có trái nha. Ví dụ như trồng ở miền Trung, các tỉnh duyên hải miền Trung như Ninh Thuận, Bình Thuận thì nó có trái nhiều. Hoặc là trồng ở hiện nay thì lai giống ra trồng ở Long An. Tuy nhiên trồng ở Đồng Tháp quê của Bùi Hồ á, thì cây thanh long này nó trồng nó không có trái. Không phải dùng thổ nhưỡng nào mà có thể cũng có thể trồng được. Tuy nhiên á, thì Bùi Hồ nhận thấy là trong một cái khu ở phía sau, khu vườn nhỏ nhỏ phía sau rồi, nhưng mà cái cây nó lên rất là tốt nha cô bác anh chị, cực kỳ tốt luôn. Không hiểu tại sao mà cái dây leo, dây khổ qua, cái gỗ qua nè, không nó leo nó bò lên đây luôn. Cái lá nó to bằng cả một bàn tay luôn á, bằng cả bàn tay luôn đó. Mà Bùi Hồ thì không có thấy, không biết là có tùy theo mùa hay không, nhưng mà ở đây thì không có thấy ruồi côn trùng đồ nhiều đó. Không có thấy côn trùng nhiều như cô bác anh chị. Còn nếu là mồng tơi mà nó đâm xum xuê nhìn đã lắm. Cây bạc hà thấy nó to nè, không
Mặc dù là đất nó không có tưới nhiều khô cằn nha, nhưng mà nó rất là to luôn. Ừ. Cô bác có chị thấy bất ngờ không? À, đây là vừa họ chia sẻ về một ngôi nhà như tại Mỹ cho cô bác anh chị biết ha. Còn bây giờ thì vô trong để review món ăn ngay tại Mỹ, món ăn Việt Nam là đó là món gì thì mời cô bác anh chị vô trong ha. Đây là một cái vlog khá là đặc biệt khi mà không biết là cô bác anh chị sẽ thấy toàn là những món Việt Nam ngay tại Mỹ, ngay tại thành phố Los Angeles ha, tiểu bang California. Và đây là những cái món gì thì vừa hồi chia sẻ cho cô bác anh chị ha. Đây tên ở đây là cái món đầu tiên, đó là thịt kho trứng. À, cái món này là số 1 Việt Nam luôn nè. Cái món này đi đâu cũng ghiền cái món này hết á. À, cứ người bà nấu cho vui hồ ăn này cô bác anh chị. Thịt kho trứng thì sẽ ăn kèm với lại rau sống. Đây là cái phần rau sống. Sáng nay đi siêu thị thì có đầy đủ các loại rau, gồm có dưa leo, rồi rau thơm, rồi cải, rất là nhiều loại luôn nè, ngon lắm luôn á. Và thậm chí đây là những cái trái dưa leo á mà Bùi Hồ nhìn thấy á, nó rất là ngon ha. Và cái phần thứ hai là này là bông cải hấp á. Bông cải hấp này chấm với lại thịt kho này. Đó. Cái phần này nữa. Cái phần này là cái phần gỏi cuốn tôm. Ôi cái này là nhà làm nha cô bác anh chị. Nhà làm á, cho một cuốn này mà đi ra ngoài à, mà chợ ngay chỗ quán phở là cô bác anh chị biết là một cái cuốn này không á là khoảng mấy chục ngàn tiền Việt, có ba cuốn là khoảng 150.000 hay sao á. Còn đây là nem thịt bò với lại người bà gói này, nhìn đẹp ghê ha. Một cái nem gì ăn thì nó có ớt có tỏi vô, nó không có bị ngém. Và đây là nước mắm mặn. Còn đây là chắc là có lẽ là cô bác anh chị sẽ không biết món gì đúng không. Đây là cái món món có gì cô quên bà? Khô cá lóc mà có sả với lại ớt á, ăn nó vừa cay cay mà vừa thơm thơm, ngon lắm. Vậy tôi cô bác anh chị cũng ăn cơm với Bùi Hồ ha, một món ăn Việt Nam ngay tại nước Mỹ, nửa bán cầu á, không phải giỡn không? Dạ, nửa vòng trái đất á. Còn đây là cái món món này ở tháp 10 là số 1 luôn. Heo hầm với đậu phộng với củ sen với trái táo. Dạ. Bên kia nửa bán cầu là hiện nay ở Việt Nam thì khuya rồi. Bùi Hồ ăn cơm nè. Đó, này là sen nè. Cái này là củ sen nha. Này giò heo. Này là táo đỏ. Đó, rồi đây đậu nha. Đây là những cái món toàn là rất là healthy á. Đó, mà cô bác anh chị cùng ăn cơm với và lại Bùi Hồ. Đây là một cái những cái món Việt Nam ăn ngay tại nước Mỹ, chứ không phải là Việt Nam ăn ngay tại Việt Nam thì nó quá bình thường đúng không? Mời cô bác quý chị ha. Mời cô bác quý chị ăn cơm ha. Đi đâu gì á, Quỳnh Hồ thích ăn cơm. Tại vì từ nhỏ sinh ra ở miền Tây á, ăn cơm nhiều quen rồi. Có đồ ăn ăn nhiều cũng ăn nhiều thì ngon, nhưng mà vẫn còn thấy thấy yếu yếu vậy á. Không biết là có bị tối về một sáng không cô bác nhỉ? Không đúng không? Ở đây là sáng nhất rồi. Rồi mời cô bác quý chị. Đây. Món thịt kho trứng này. Hấp dẫn hay chưa? Đi xa như thế này, Bùi Hồ đi cũng thời gian dài ngày ngay tại đây. Và đây là cái thời gian mà Bùi Hồ xuất cảnh lâu nhất luôn á. Nên là nữ là những cái món Việt Nam như thế này á. Cô bác anh chị biết là Mỹ thì thường hay ăn những cái món sandwich đồ á, hamburger đồ á. Thì mình là người Việt Nam thích ăn những món này hơn. Bà kho với nước dừa ngon lắm. Rất thơm luôn. Thơm. Còn đây là rau nè, cô bác nhìn thấy không? Rau này nó có nhiều mùi, nhiều vị. Ngon lắm. Bữa họ sẽ bẻ một trái này. Dưa leo. Leo ngay tại Mỹ. Ngon lắm luôn. Nó vừa giòn vừa ngọt. Cũng giống dưa leo Việt Nam nhưng mà chắc có lẽ là nhiều nước hơn á. Tuyệt vời.
anh này thật đỡ nhớ Việt Nam ghê. Món này tôi bán không được. Bà gói một cái cuốn rất là to luôn. Cái cuốn này ha, ăn một cuốn xong là no cái bụng luôn. Bữa hôm sẽ gửi ra cho cô bác anh chị thấy. Cái cuốn này thì ăn sợ với nước mắm này. Ôi trời. Cái cuốn này ăn ai. Một cái cuốn to đùng. Ở đây bà để mấy con tôm luôn. Mời cô bác anh chị chấm qua đây miếng. Họ có chén nước mắm riêng, mà có chén nước mắm riêng. Trong đây bà có lỡ thịt heo nè ha, rau sống, rồi bún, tôm. Nó hòa quyện với nhau, chấm thêm một miếng nước mắm mặn nữa ngon ghê. Không còn gì bằng. Cô báo anh chị thấy không? Bà gói rất khéo ha. Còn cái món này là tuyệt vời luôn á. Cái cảm nhận riêng của Bùi Hồ là bà nấu cực kỳ ngon nè, ăn món Việt ngay tại Mỹ nữa thì thành thử là cái món ăn nó đã lắm, nó vui lắm. Và cảm ơn người bà rất là nhiều, và hành trình ngay tại Mỹ cũng còn khá là nhiều, và cũng mong là cô bác anh chị sẽ đồng hành với Bùi Hồ ha.